Trong ngày 16 tháng 4, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA sẽ tổ chức đấu giá 10.000 biển số đẹp trong 8 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ kéo dài 25 phút. Trong phiên đấu giá lần này xuất hiện loạt biển số siêu đẹp như 61K, 39999, 14A, 89888, 30L, 29999. Đây là loạt biển số siêu khủng được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón và có giá ước tính lên tới cả tỷ đồng. Đặc biệt, trong phiên đấu giá xuất hiện biển số sảnh tiến siêu đẹp của thành phố Hồ Chí Minh, 51L56789. Đây là một trong những biển số siêu đẹp có giá ước tính lên tới cả tỷ đồng. Trong 10 giây cuối cùng của thời gian đấu giá chính thức, nếu hệ thống ghi nhận không có lệnh trả giá hợp lệ mới, thì người có trả giá hợp lệ cao nhất được hệ thống xác định là người trúng đấu giá và cuộc đấu kết thúc. Kết thúc phiên đấu giá gần nhất ngày 15 tháng 4, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 30L22222 có giá lên tới 2 tỷ 585 triệu đồng.